bòm gấp bưng lăng bòn con hot bò hai men a quân dần bưng tàng chợ khẩu mở cực đầy lại lăng đi cánh chất lướng cực đầy kinh tế dùng mô bì dòng băng bài sao tòng sở khoa học công nghệ tỉnh tuyên quang có bòm gấp trung tâm phiến mở ma công nghệ cánh khuyến nông viện khoa học nông nghiệp Việt Nam tổ chức dệt dần mô hình vũ chợ khẩu cắm thảo dược rú xá hoàng khải cánh xá như hán huyện yên sơn mô hình bắt cô ké có cơ đầy lại lăng đi năm mô bì dọc bắt bảy sao sòng cho hơn thòng huyện thị duyên xã hoàng khải huyện yên sơn văn tú sầm sào hoa khẩu cắm cài lim le cánh xuất khẩu tây việt gáp chợ khẩu ní cò chiều đầy bùng bén cánh lâm đồn ngay cho khò các nằm đìn bón rú tôi thì cấy vụ thứ hai rồi cái nấu này nó chăm sóc thì nó khỏi co ván bú vì thứ dòng lèo chờ khẩu hí lâm đùn ngay cánh chiều đầy bùng bén đi hốt hết tam bộ hình bú chờ khẩu cắm thảo dược đầy bú dòng mô cô bì dòng băng bày giáp dòng rú xá hoàng khải xá như hán huyện yên sơn cánh hồ năm dệt về rủ khoa học kỹ thuật khảo sát dần bưng cho hơn dung mô hình nhăng mi lại po hai mê na rú cùng phùng ép học dệt tòi cắt bản bưng đầy hà xếp hà hót hút xếp tá mỏi hết ta cánh cứ đầy kinh tế té xếp hà hót sao phân hỏi mỏi trở khảo rú cùng phùng phòm các bưng khủ đi chờ khẩu thả dơ đi báu trở lại bùng mánh trong gò cấp nằm đình bón rú gòn thiệt vườn đôi cáp chờ khẩu ní khai chờ khẩu ấn lo đầy xếp hà bắt mặt ngân hà va chờ khẩu ní khai dấu đi cáp ca sau hà bắt mặt ngân cực nưng sức hẳn có đầy ca dùng té lang đi cất đầy tép bút thư khanh hì huyền yên sơn vào riêng cánh ngành nông nghiệp tỉnh tuyên quang vào trùng còn nhăng đằng mi kế hoạch trí khải quang bưng tà tìn cùng bưng mô tê dần sức tạm từ tay nắn hôn vân nho dùng cơ đài lang đi mà kinh tế cánh về lựa chọn trở khảo chất lượng dùng giúp cùng tỉnh